Đây là dòng máy SDX1200 của Prada. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái dòng máy này. Thì đây là dòng máy, nó có tính năng kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên nó cũng có thể hoạt động một cách độc lập mà không cần phải có kết nối với máy vi tính. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cơ bản của máy mà không kết nối với vi tính hoặc là kết nối Wi-Fi. Đây là cái phần điều khiển của máy. Thì trước tiên là mình sẽ nâng cái mặt điều khiển lên như vậy. Nó sẽ có khớp nên mình cứ mạnh mẽ mình để ở đây. Ở trên này là những cái nút điều khiển của máy. Đầu tiên là nút nguồn. Thứ hai là nút home, nút trở về màn hình chính. Thứ ba là nút để kéo tấm cắt vào trong máy. Thứ tư là nút để dừng khẩn cấp. Khi mà máy bị kẹt hay là cắt không đúng ý mình thì mình bấm vào đây nó sẽ dừng khẩn cấp. Và mình sẽ mở máy, học máy ra đây. Để mở máy lên thì mình sẽ bấm giữ nút nguồn 3 giây. Và logo của Prada sẽ hiện lên đây. Khi mà logo Prada hiện lên thì mình sẽ chạm tay vào màn hình và bấm OK. Lúc đó trên màn hình sẽ xuất hiện cái màn hình chính của máy. Tiếp theo mình sẽ cho tấm cắt vào máy. Khi mà đưa tấm cắt vào máy, bạn nên lưu ý là mình sẽ để cho hai cái mép này rơi vào hai cái mép của máy, giữ cho tấm cắt thẳng. Sau đó mình sẽ bấm vào nút đưa tấm cắt vào. Này, thì tấm cắt nó sẽ vào một cách thẳng như vậy, nó sẽ không bị kẹt. Tiếp theo mình sẽ gắn dao cắt vào máy. Đây là dao cắt theo máy, đây là dao cắt đa năng, dùng để cắt trên tất cả các chất liệu có độ dày lên tới 3mm. Khi mình gắn dao cắt vào bên trong máy á, thì mình lưu ý là cái phần thẳng này mình sẽ quay vào phía trong. Mình thả xuống và mình phải cài cái khóa của dao cắt lại. Đây. Ở bên trong máy có khoảng 1.300 mẫu cắt, từ đơn giản đến phức tạp để mình có thể sử dụng ngay. Như mình có thể cắt một cái bông tuyết, mình chọn vô bông tuyết. Khi mà mình chọn vào cái mẫu thì nó sẽ xuất hiện cái kích thước chiều cao, chiều rộng ở đây. Thì mình có thể tùy chỉnh cái kích thước theo ý của mình, phóng to, thu nhỏ, chỉnh cơ bản. Sau đó mình sẽ bấm OK. Mình muốn bao nhiêu mẫu, mình muốn hai bông tuyết, mình chọn vào đây bấm Save. Thì sẽ xuất hiện trên màn hình là hai cái bông tuyết ở đây. Sau đó mình sẽ dán cái chất liệu mà mình muốn cắt, có thể là giấy, có thể là form nỉ lên trên tấm cắt. Bạn có thể dán ở bất kỳ vị trí nào, không nhất thiết phải dán đúng cái vị trí phía trên này ha. Mình có thể dán ở giữa đi. Sau khi dán ở giữa xong, nếu mà mình quen thuộc với máy, mình có thể kéo những cái bông tuyết này vào cái vị trí mà mình mong muốn. Nếu mình không biết được vị trí, mình sẽ thực hiện scan background. Bạn lưu ý là phía không gian phía sau của máy phải có đủ chỗ để cho tấm cắt nó đi ra mà nó không bị đụng. Nếu không là nó sẽ bị gãy tấm cắt và nó rất là dễ hư tấm cắt. Thì ở trên màn hình nó hiển thị cái background ở đây. Nếu background quá đậm mà mình không nhìn thấy được cái nền bên dưới thì mình vào hình cái tool ở đây, cái công cụ ở đây để mình giảm cái background xuống và mình bấm OK. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái nền của bạn nó sẽ mờ đi và nó bạn có thể di chuyển cái mẫu đến cái vị trí mà mình muốn cắt. Khi mà mình vào màn hình edit này, nó có thể cho phép mình add thêm mẫu. Mình vào button, có thể chọn mẫu trong máy hoặc mẫu trong USB hoặc là trên cloud. Button. Có thể chọn thêm một mẫu khác, thay đổi kích thước. OK, OK, set, kéo mẫu vào vị trí muốn cắt. À, mình có thể chọn vào edit để mình chọn từng cái mẫu. Ở trong cái mục edit này nó cho phép mình nhất là group mẫu, mình select hết chẳng hạn, rồi mình có thể group mẫu ở đây để phóng to, thu nhỏ, chỉnh sửa kích thước, di chuyển mẫu. Hoặc mình có thể bấm vào từng mẫu
và mình thay đổi kích thước ở đây. Hoặc thêm một cái nữa. Rồi, thì mình bấm OK. Nếu bạn không muốn chỉnh sửa gì nữa, đây là mình sẽ di chuyển mẫu ha. Đây là phóng to thu nhỏ, cái này quay lại cái bước, nếu bạn làm sai bạn có thể quay lại. Rồi mình bấm OK. Rồi tự động sắp xếp mẫu. Đối với một cái mẫu nào mà bạn muốn cắt full luôn toàn bộ cái tấm cắt á, thì bạn khi bạn chọn cái này á thì nó sẽ tự động nó sắp xếp mẫu làm sao để tiết kiệm diện tích nhất. Nhưng mà mình để tấm cắt phía dưới cái miếng vật liệu của mình ở phía dưới này, cho nên là mình sẽ kéo hoặc là mình sẽ di chuyển cái vật liệu của mình tới cái vị trí mà mình muốn cắt. Thế đó là tùy vào cái sở thích hoặc là cái ý đồ của người sử dụng. Rồi, sau khi mình chọn vị trí cắt xong, mình bấm OK thì nó sẽ chuyển qua màn hình cắt, mình chọn cắt. Khi chọn cắt ở đây nó sẽ thể hiện là mình chọn cái tính năng cắt, thời gian tốn khoảng 2 phút cho 4 cái bông tuyết này, áp lực cắt tự động, tốc độ cắt là 7, không có cắt hát kết, tức là mình không có cắt nề mi, mình cắt rớt ra luôn. Nhưng mình muốn thay đổi những cái thông số này thì mình sẽ vào cái hình công cụ ở đây. Ở đây là tốc độ cắt, mình có thể tăng giảm. Tốc độ tối đa là 9, tốc độ trung bình là 5. Áp lực cắt, mình đang sử dụng con dao cắt tự động, cho nên mình tốt nhất mình nên để tốc, mình để áp lực là tự động. Cái phần áp lực cắt dành cho cái con dao cơ, con dao mà mình sẽ tự điều chỉnh, thì mình không có theo máy nên mình sẽ không có chỉnh cái gì ở đây hết. Cut amount là cái độ sâu của cái con dao khi mà nó xuống, thì thông thường mình sẽ để auto. Nếu mình cắt chất liệu dày thì mình có thể tăng lên là 1 hoặc 3, còn không thì mình cứ để auto. Trang thứ hai là mình sẽ có half cut. Khi mình chọn half cut thì nó sẽ không cắt đứt. Nếu mà bạn muốn cắt đứt bạn phải tắt half cut, còn nếu mà bạn muốn là cắt sticker mà không đứt thì bạn sẽ on cái này lên. Cái này nó cũng có áp lực cắt, có thể là auto, nhưng mà đối với giấy sticker thị trường Việt Nam thì mình khuyến nghị các bạn nên để 1. Ok, rồi mình sẽ cắt thử ha. Bấm start. Sau khi máy cắt xong, nó sẽ tự động dừng lại và nó báo hoàn thành ở trên màn hình. Mình sẽ sử dụng dụng cụ để tách vật liệu. Dụng cụ tách vật liệu này nó đi kèm theo máy. Mình lấy cái vật liệu của mình ra cho nó dễ. Sau khi mình tách vật liệu xong thì mình nhớ là vệ sinh. Tấm cắt mà cắt là mình sẽ lấy hết những cái vụn giấy ở trên này ra để mình cắt cái khác. Đó là mình sử dụng mẫu có sẵn trong máy. Trong trường hợp mình muốn sử dụng mẫu bên ngoài thì mà không có kết nối với máy tính thì mình sẽ sử dụng USB. Mình bấm vào cái nút trở về màn hình chính ở đây, mình bấm OK. Nó sẽ về màn hình chính. Sau đó mình sẽ sử dụng USB, cắm vào cổng USB ở phía bên hông của máy ở đây. Và mục này mình đợi cái thêm mục USB ở đây. Thì trong này nó sẽ có một số mẫu lưu sẵn, chúng ta có thể tìm mẫu ở đây. Cái mẫu này thì nó hơi phức tạp, mẫu hoa lá. Mình bấm quay lại cái thư mục. Ví dụ như là cái con mèo này, mình chọn mẫu, mình bấm OK. Trước tiên mình sẽ tắt cái background của mình đi. OK. Các bạn sẽ thấy là khi con mèo này đưa vào thì mỗi cái chi tiết của nó là một cái hình. Nếu mình để như vậy mà mình di chuyển á thì nó sẽ bị lệch mẫu. Do đó mình sẽ vào edit
mình chọn hết tất cả các chi tiết, sau đó là mình crop lại. Thì khi mình crop lại, mình có thể phóng to thu nhỏ bạn mèo này theo ý thích của mình. Sau đó mình bấm OK, mình di chuyển này, mình di chuyển nguyên một cụm. Thì đối với mẫu này thì mình có thể chọn lật để mình muốn nó lật lại, nó lật cái chi tiết của mình. Với cái mẫu bông tuyết á, thì nó là dù mình có lật nó cũng sẽ không có thay đổi, nên lúc nãy mình không có hướng dẫn cái mục này. OK, xong mình vào OK. Rồi, tương tự như vậy mình sẽ dán chiếc liệu lên đây. Thì scan. Khi các bạn sử dụng quen thì mình sẽ không cần phải scan nữa, mà mình căn cứ vào những cái ô vuông ở trên tấm cắt như thế này để mình quyết định cái vị trí mà mình muốn cắt. OK, select, cut. Đây là mình cắt file có sẵn và mình sử dụng USB. Ngoài việc lấy mẫu từ trong máy, mẫu từ USB, khi mà bạn không kết nối với máy vi tính thì bạn vẫn có thể lấy mẫu bằng những bản in hoặc là những cái bản vẽ tay của bạn. Vì máy scan and cut của Brother có tích hợp tính năng scan, và với tính năng scan này nó sẽ tự động nhận diện cái viền của mẫu để nó tạo ra cái mẫu của riêng bạn. Thì mình có thể sử dụng chúng ta có thể sử dụng giấy và chúng ta có thể vẽ một cái mẫu bất kỳ trên tờ giấy này. Thì khi mà bạn muốn cắt một cái hình như thế này, bạn không có file cắt, không có gì hết, bạn chỉ có một cái hình in, thì bạn sẽ dán cái hình đó lên đây để mình lấy cái mẫu. Mình vào tính năng scan, vào tính năng scan to cut data. Scan to cut data là tạo mẫu từ hình vẽ tay hoặc hình có sẵn, sau đó cắt lên trên một chất liệu khác. Mình sẽ bấm nút start. Sau đó nó sẽ có ba cái mục như thế này. Thứ nhất là mình sẽ cắt, mình sẽ lấy mẫu là đường viền này phía bên ngoài, cắt thành nguyên một cái hình khối, thì mình bấm vào đây, mình kéo lại, các bạn sẽ thấy là nó đã nhận cái hình của mình. Hai là mình muốn cắt cái đường, nếu cái nét của mình là nét vẽ to á, thì nó sẽ nhận hai bên luôn, nó sẽ cắt cái đường chỉ này ra, cái đường vẽ này ra. Mình bấm vào cái mục thứ hai. Bạn nhìn như thế này bạn có thể không thấy được, nhưng mà nó sẽ là hai đường và nó sẽ cắt rời cái đường chính giữa ra. Và cái thứ ba là nếu là nhiều hình đang xen với nhau thì nó sẽ cắt những cái hình đó ra riêng lẻ. Thì với cái cách vẽ này thì mình sẽ chọn cái mục thứ nhất, sau đó mình bấm review. Bấm OK thì mình sẽ có một cái mẫu như vậy, mình sẽ lưu vào trong USB hoặc trong máy. OK. Rồi mình về màn hình chính, lấy mẫu ra. Rồi mình quyết định là mình sẽ cắt trên cái tấm này.
và mình phải thử trên một cái chất liệu nó sẽ rất là cứng hay là chất liệu nhựa. Chất liệu nhựa, bìa nhựa. Mình sẽ dán cái bìa nhựa lên được. Dán cái bìa nhựa lên này. Chọn cái mẫu mà mình vừa mới lưu vào trong USB. Đây. Đúng, ok. Rồi mình tắt cái background lúc này của mình đi. Mình kéo nó lên đây. Đó, mình nhìn vào cái ô này mình có thể biết được. Rồi mình bấm. Mình có thể chỉnh sửa kích thước ngay trên này luôn. Ok. Khi mà mình thay đổi chất liệu, mình cũng không cần quy định cho máy hoặc là lưỡi dao là bạn đang cắt trên chất liệu gì. Máy nó sẽ tự động đi đo độ cứng và độ dày của chất liệu và nó sẽ quyết định là cắt một lần hay cắt hai lần. Nếu chất liệu dày hoặc cứng, nó sẽ cắt nhiều lần. Để khi nó chạm được vào tấm cắt thì nó sẽ dừng lại. Và bạn yên tâm là nó sẽ cắt chính xác ở cùng một vị trí, nên nó sẽ không có làm lệch mẫu hoặc là nó làm cái mẫu của bạn bị hư. Với điều kiện tấm cắt của bạn phải có độ dính nhất định. Tiếp theo là mình sẽ cắt bản in. Khi không kết nối wifi nhưng mà mình có những cái bản in như thế này, mình muốn cắt những cái bản in này ra. Và mình sẽ thử cắt sticker và bật chế độ hấp kết. Để cắt những cái bản in mà cắt trực tiếp thì bạn sẽ không dùng scan to cut data mà mình sẽ dùng direct cut ở đây. Bạn chọn máy. Vì lúc này mình không có kết nối wifi cho nên là mình sẽ thực hiện ngay trên máy. Mình bấm start. Chọn ok. Mình chọn cái khu vực hoặc là những cái icon mà mình muốn cắt, hoặc là mình chọn hết cũng được. Giờ mình muốn cắt hai cái bảng màu xanh ở phía trên này ha. Mình kéo lên đây. Sau khi mình chọn vị trí cắt xong, mình thấy cái đường màu đen này nè, nó đã nhận cái đường viền cắt của mình. Tuy nhiên nó sẽ vẫn còn những cái mẫu nhỏ nhỏ bên trong này, thì mình sẽ vào phần Ignore Object Size. Mình tăng cái này lên thì tất cả những cái mẫu nhỏ nhỏ nó sẽ biến mất và nó chỉ giữ lại hai cái hình tròn lớn thôi. Sau khi mình thấy nó ok rồi, mình sẽ bấm ok. Ở đây nó vào cái thư mục này, và cái mục này nó sẽ cho phép mình là trừ viền hay cắt vào bên trong. Với các sticker hoặc là những cái hình như thế này, mình không muốn có cái đường viền màu trắng thì mình sẽ chọn cắt vào bên trong để nó không có ăn cái đường màu trắng ở phía bên ngoài. Ok. Là nó sẽ vào trang cắt. Ở trang cắt này thì mình muốn cắt sticker, mình muốn chọn chế độ half cut thì mình vào cái công cụ ở đây. Mình để half cut on, nhấn ok. Rồi. Nếu bạn chưa có chắc chắn về cái loại sticker mà bạn sử dụng, bạn có thể thử bằng cái tính năng test, hoặc là nếu mà bạn cắt một chất liệu mới thì bạn có thể vào cái tính năng test này để mình test cái chất liệu này nó có ok không. Mình để cái nó vào một cái vị trí nào đó mà vị trí trắng ở bên ngoài. Mình bấm ok và mình start. Thì với cái tính năng này, nó sẽ test trước chất liệu xem là dao nó có cắt qua được hay không, hay là nó có đứt hay không, hay là nó cắt đúng cái chế độ hấp kết của mình hay không. Thì nó sẽ test cái chất liệu ở đây một chút xíu ở vị trí này để cho bạn.
test thử. Này, nó cắt rất là đẹp. Thì lúc này mình mới bấm start. Chúng ta có thể thấy là máy nó sẽ cắt vào bên trong khoảng 0.25mm để nó không có ăn cái đường, ăn cái màu trắng ở phía bên ngoài, và nó cắt khép kết cho nên là phía sau nó sẽ không có bị đứt. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây phía sau nó không bị đứt, và mình có thể lấy ra cái này. Nó sẽ không có dính màu trắng, rất là đẹp ở đây. Thì đây là một số cách tính năng cơ bản của máy khi mà nó vận hành mà không cần kết nối wifi. Ngoài ra với cái tính năng của máy này, nó sẽ có những cái tính năng mở rộng, ví dụ như là vẽ thì bạn có thể mua thêm một cây bút, một cái dụng cụ cắm bút để bạn có thể vẽ chữ hoặc là vẽ hình. Thì nó là một cái công cụ như thế này để mình sẽ để cái chất liệu giấy mà mình muốn vẽ lên đây. Sau đó mình sẽ đưa máy này, nó sẽ cắm cái công cụ này, nó sẽ cắm bất kỳ cái bút nào mà mình đưa vào được trong cái lỗ của nó. Mình sẽ nâng cái này lên. Đưa cái tờ giấy vào cái vị trí của nó, sau đó siết lại. Okay. Này, mình cũng cắm giống như là con dao vậy. Sau đó mình để đúng cái chất liệu mà mình vừa test vào. Chọn một cái mẫu vẽ. Mình nó nhỏ thôi. Chọn tính năng draw. Sau đó bấm start. Khi mà mình vẽ thì nó mình phải nâng cái scan của máy lên, cái đèn scan lên, nếu không mực nó sẽ dính vào cái đèn scan. Thì mình chọn ok, bấm start. Khi mà mình lấy tấm cắt ra thì mình cũng bấm vào cái nút thứ ba từ trên xuống dưới ở đây. Và các bạn lưu ý, mình sẽ không kéo hoặc đẩy tấm cắt, vì làm như vậy nó sẽ khiến cho tấm cắt của mình bị gãy. Và khi tấm cắt bị gãy thì nó sẽ không dùng được nữa. Thứ nhất, khi mà mình muốn lấy tấm cắt ra, mình sẽ bấm vào cái nút này, máy nó sẽ tự động nó nhả tấm cắt ra. Thứ hai, trong trường hợp tấm cắt bị kẹp thì bạn cũng không tìm mọi cách để kéo tấm cắt ra. Trước khi kéo tấm cắt ra, bạn sẽ mở để cho cái phần trục này nó đi ra, thì lúc đó bạn kéo nhẹ thì trục bên này sẽ xoay và trục bên này nó sẽ không bị ảnh hưởng, tấm cắt nó sẽ đi ra và nó hạn chế gãy tấm cắt và hư trục bên dưới. Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra cái trục nó có vấn đề gì không bằng cách là mình sẽ mở cái unlock ở đây, mình đẩy qua đây để mình vệ sinh cái khu vực này coi nó có dính bụi, dính keo rồi gì nhiều, và tăm bông để vệ sinh nhẹ bên dưới, sau đó mình đẩy nó về vị trí cũ, lót lại. Và đừng quên khóa cái trục lại trước khi mà mình sử dụng. Đó là phần chưa kết nối với máy tính. Ngoài tính năng vẽ những cái đường line á, thì máy nó cũng có thể tô màu một cái hình bất kỳ của mình. Ví dụ như mình chọn một cái hình, ví dụ như hình dấu chân này đi ha, nó thu nhỏ nó lại. Ok, mình chọn full. Ok, set. Rồi, ở trong mục edit
mình vô Object Edit, mình vô cái phần cái dòng thứ hai, một cuối cùng mình tên on fill. Ở trong cái fill pattern nó sẽ có khá là nhiều sự lựa chọn cho mình ở đây. Mình có thể tô màu hết hoặc là mình tô theo những cái hoa văn nó có sẵn. Mình chọn chế độ tô màu, ấm OK. Rồi, thì các bạn ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái hình của mình đổi màu. Bấm OK, mình sẽ gắn con dao, mình gắn cái bút vào đây. Cài lại. OK. Dán cái giấy của mình lên đây. Chọn chế độ Draw. Bấm Start. Hiện tại đã tốc độ của nó đang là 3. Mình muốn dừng khẩn cấp để thay đổi tốc độ, mình sẽ bấm vào nút dừng khẩn cấp ở đây thì máy nó sẽ tự động dừng. Ở đây nó có hình công cụ, mình tăng tốc độ lên. OK. Rồi mình start để nó tô tiếp. Rồi. Thì ở đây thì mình có cái hình nó tô. Thì sau khi nó tô mình cũng có thể bỏ con dao cắt vô để mình cắt rời từng cái hình này ra cũng được. Mình nhớ tắt half cut trước khi cắt rời. Bấm start. Với cái máy cắt SDX1200 này thì nó có tính năng Wi-Fi, thì mình sẽ thực hiện kết nối Wi-Fi cho nó. Mình bấm vào cái icon ở đây, sau đó mình vào Setup Wizards ở đây. Nhập password vào. Máy sẽ báo là nó đã connect. Sau đó nó yêu cầu mình là mình phải kết nối cái máy này với account của phần mềm thiết kế Donis. Vào cái mục register thì ở đây sẽ hiển thị 10 cái chữ số. Mình sẽ lên mạng mình search là Canvas Workspace. Mình có thể thực hiện kết nối ngay trên cái web này, hoặc là mình sẽ download cái web này xuống máy tính của mình và cài đặt cho máy tính. Thì trước hết bạn phải tạo account. Nếu bạn là người dùng mới thì bạn vào phần new. Sau đó mình sẽ kéo xuống bên dưới, mình bấm đồng ý, đăng ký. Mục đăng ký thì mình sẽ tạo cái ID của mình, ví dụ như là rồi password. Nhập lại password ở đây. Nó giống như đăng ký những cái tài khoản bình thường, email của mình ví dụ vậy. Rồi cái ngày sinh nó khá là quan trọng để mình có thể lấy lại password, nên bạn cố gắng sử dụng đúng ngày sinh của mình. Rồi chọn thông tin thì sau đó mình bấm next. Sau đó mình sẽ click vào cái phần manage account ở đây. Mình đăng ký máy. Thì trong cái phần account này nó sẽ cho phép mình đăng ký 4 máy thôi. Cho nên nếu mà mình đăng ký máy mới thì mình phải xóa máy cũ khỏi hệ thống và remove. Mình vào đăng ký máy mới. Và mình nhập những cái con số ở bên này vào đây. Bấm OK thì ngay trên màn hình nó sẽ xuất hiện 4 con số và mình sẽ nhập 4 con số đó vào đây.
Ok. Cho nên mình cũng sẽ bấm OK. Thì ở trên máy nó sẽ hiển thị là cái máy đã được đăng ký, và trên máy tính nó cũng sẽ cho phép mình kết nối trực tiếp với cái máy đó. Ừ, tất cả các máy đều đã hiển thị là có thể chuyển dữ liệu và mình thoát ra. Thì lúc này mình sẽ có thể chuyển file cắt ngay lập tức từ máy tính vào máy cắt. Mình có thể thiết kế ngay trên web ở bất kỳ đâu và có thể kết nối với bất kỳ mạng nào. Ví dụ như mình muốn thiết kế trên web, mình không muốn cài phần mềm thì mình sẽ thiết kế ở trên web. Ở đây nó sẽ xuất hiện một cái tấm bảng cắt giống như cái tấm bảng của mình. Mình sẽ đưa một cái hình vào để mình vẽ. Mình có thể chọn một cái hình bất kỳ ở trên máy để mình đưa vào, ví dụ như cái hình này đi. Đây thì mình sẽ review thì máy nó sẽ, cái phần mềm nó sẽ tự động nhận diện những cái độ tương phản giữa cái nền và cái hình. Sau đó mình sẽ bấm OK. Cái mẫu của mình nó sẽ xuất hiện trên này, từng cái icon. Và ngay lúc này mình bấm download, mình chuyển qua máy. Thì ngay trên máy mình có thể lấy được mẫu, là mẫu hình cái xe lúc nãy mà mình mới vừa trace ở trên trên máy tính. Mình sẽ có thể là thực hiện cắt thử luôn cũng được. Cái hình ngay khi mà mình chuyển từ máy tính qua thì cái máy cắt nó cũng sẽ nhận và nó sẽ cắt ra như thế này. Ngoài ra mình sẽ cài hẳn phần mềm cho máy, thì khi vào nó sẽ xuất hiện cái icon là Brother Canvas Workspace. Mình mở lên và mình đăng nhập bằng cái ID và password mà mình đã đăng ký. Khi vào Brother Canvas Workspace, nó sẽ có khá là nhiều những cái mẫu thiết kế sẵn của Brother mà bạn có thể sử dụng. Ví dụ như mẫu hộp, mẫu thiệp, ở trên này có khoảng 365 mẫu để cho mình sử dụng. Mình tắt ở đây. Và nếu mình muốn thiết kế một cái hình ngay trên máy tính thì mình sẽ chuyển bằng cách vào file, vào export, transfer, transfer. Đây, mình sẽ chọn file. OK, mình cắt bình thường. Ngoài việc sử dụng phần mềm thiết kế của Brother, bạn cũng có thể sử dụng AI để thiết kế. Đây là một thiết kế trên AI. Thì với thiết kế trên AI á, thì mình sẽ lưu dưới định dạng SVG. SVG.
sau khi lưu dưới định dạng SVG xong á, thì mình cũng vào cái phần mềm Canvas, mình vào chữ SVG ở đây và mình lấy file. Đây, mình có thể dùng file này để mình cắt. Đây là một thiết kế dạng stencil và mình có thể cắt trên một cái tấm gì đó. Mình sẽ dán cái tấm bìa nhựa lên đây. Okay. Mỗi lần mình tải một cái mẫu mới lên cloud thì nó sẽ xóa mẫu cũ đi. Bấm OK. Đó, select, kết. Start. Em mất 5 phút ạ. Bạn cũng thấy. Sau khi máy cắt xong thì mình có thể lấy ra như thế này. Và với cái mẫu như vậy các bạn có thể vẽ được những cái bức tranh như thế này. Máy cắt SD1200 của Prader thì có thể cắt trên nhiều chất liệu khác nhau. Mình nhớ vệ sinh đó. Ngoài cắt những chất liệu như giấy, vải, những cái chất liệu dễ ra thì máy có thể cắt được những cái vật liệu dài đến 3mm hoặc là những chất liệu rất là cứng như dạng giấy bìa như thế này. Các bạn có thể thấy nó rất là cứng. Thì mình sẽ dán cái bìa đó lên. Thì giống như là khi bạn cắt những cái chất liệu cứng á, thì tay bạn phải giữ cho chặt. Vì vậy mình nên hỗ trợ máy bằng cách là ngoài cái việc dán cố định cái chất liệu lên trên cái tấm cắt, mình sẽ sử dụng băng keo giấy để mình cố định hai bên, đảm bảo cho cái chất liệu của mình nó sẽ không di chuyển trong cái quá trình mà mình máy nó cắt. Mình sẽ chọn mẫu trên này. Thì mình cắt cây thông Noel này. Nhanh cố định nhé. Tương tự như vậy đối với da. Đây là chất liệu da thật ha. Da thật. Đối với chất liệu da thì nó hơi đặc biệt một chút xíu, tại vì nó sẽ có lớp da và mặt sau. Nếu trong trường hợp này mình sẽ phải dán úp mặt da xuống bên dưới để mình sẽ bảo vệ mặt da. Nếu không thì khi con dao nó di chuyển trên bề mặt da nó sẽ làm trầy da. Nên mình sẽ dán úp cái mặt da xuống. Và tương tự như vậy vì da nó có độ dai và độ dài cho nên là mình sẽ sử dụng keo để mình cố định một chút xíu hỗ trợ thêm cho máy. Mình chọn một cái mẫu. Mình sẽ cắt chữ trước, mình sẽ cắt một cái chữ trên da ví dụ như là cái gì B đi. Ok.
Vì mình khi mà mình úp cái mặt phải xuống á thì mình phải lật. Mình phải lật. Do đó mình sẽ vào Object Edit. Phóng to cái chữ lên một chút xíu. Sau đó mình sẽ thực hiện lật. Thật ra mình cũng muốn cắt hai cái để lát nữa mình sẽ dán lại thành cái móc khóa. Thì hai cái sẽ là hai chiều khác nhau. Mình bấm OK. OK, mình có thể quét để mình biết được cái da của mình như thế nào. Các bạn có thể thấy cái nền của nó rất là đậm, mình sẽ vào đây. OK, mình sẽ di chuyển nó đến cái vị trí mà mình muốn cắt. Sẽ đây, OK, select cut. Cái máy đã cắt xong thì mình sẽ lấy ra. Bạn cứ yên tâm là đối với những cái chất liệu cứng, dù máy có cắt nhiều lần đi chăng nữa, nó sẽ cắt đúng một vị trí và đảm bảo là mẫu của mình nó sẽ đẹp. Trong trường hợp mà máy nó cắt lệch thì bạn nên kiểm tra trục hoặc cho máy đi bảo hành. Chữ của mình rất là nét, cắt da rất là nét và đẹp ở đây. Thì mình sẽ làm thành một cái móc khóa. Ngoài việc kết nối với máy tính hoặc là hoạt động độc lập, máy cắt Scan & Cut SDX1200 còn có một cái ứng dụng điện thoại tên là Aspira. Ở Aspira là một cái ứng dụng điện thoại có sẵn những cái mẫu thiết kế ở trên này, và mỗi tuần nó sẽ update những cái mẫu mới. Và các bạn có thể trực tiếp sử dụng ngay trên cái ứng dụng này. Thì bạn vào App Store hoặc là Google Play để mình download. Mình sẽ chọn Aspira. Brother Aspira. Và mình sẽ thấy cái icon này. Mình sẽ download cái icon này về. Và mình sẽ cũng tạo account trên cái ứng dụng này. Sau đó mình sẽ cho máy kết nối Wi-Fi. Mình vào cái mục Machine Registration ở đây. Change. Rồi, mình sẽ vào hình chiếc máy, cái mục Cutting Machine. Mình đăng ký máy. Bấm Next. Nhập cái dãy ký tự này vào, dãy số này vào. Bấm Next. Nhập 4 con số hiển thị trên ứng dụng. OK. OK, trên này mình cũng sẽ bấm OK. Và đây nó hiển thị cái con số Cutting Machine 249 trên này. Mình có thể đổi thành chữ máy demo. Rồi, thì mình sẽ back về lại cái màn hình chính. Ở trong này nó sẽ có mục Custom Design. Thì trên này nó có khá là nhiều những cái mẫu cắt mà bạn có thể lựa chọn để chuyển qua bên máy và thực hiện cắt. Mẫu động vật, rồi mẫu hoa, lá. Rất là nhiều mẫu ở đây. Hoặc là bạn sẽ vào Aspira Magazine. Thì mỗi tuần hoặc là mỗi sự kiện, Brother sẽ update những cái mẫu mới lên trên này. Bạn sẽ vào cái mẫu đây. Ví dụ như mình muốn cắt cái hình này, mình chọn. Nó sẽ hướng dẫn mình cách để làm ra cái hình, cái sản phẩm như vậy. Những cái cần thiết. Bước 1 nó sẽ bảo mình là chọn cái mẫu
ở đây là mình tạo. Rồi, sau đó mình chuyển qua máy, mình chọn cái máy của mình, máy demo. Mình bấm transfer. Rồi. Trên máy cắt mình sẽ chọn icon cloud. Để mình lấy cái mẫu. Sau đó mình sẽ giữ sử dụng giấy và cắt như bình thường. Thì những cái phụ kiện tiêu hao của máy sẽ bao gồm có tấm cắt. Các bạn có tấm cắt ở đây. Trên tấm cắt nó sẽ có độ dính, độ bám dính. Thì khi cái tấm cắt này nó hết dính thì mình phải thay tấm cắt. Hoặc tấm cắt bị gãy phía trên này thì mình sẽ phải thay tấm cắt. Ngoài ra là trong quá trình mình sử dụng, dao cắt nó sẽ mòn, thì mình sẽ thay cái lưỡi dao ở đây. Mình lấy lưỡi dao ra để mình thay lưỡi dao. Máy cắt SD 1200 của Brother được bảo hành 1 năm chính hãng tại trung tâm bảo hành. Thì trong quá trình sử dụng khoảng 3 đến 6 tháng bạn nên cho máy đi bảo trì để vệ sinh, kiểm tra trục cắt xem có bị hư hỏng hay là cần phải thay thế hay không. Thì đó là những cái tính năng cũng như là những điều cần lưu ý khi sử dụng máy cắt SD 1200. Hy vọng là các bạn có thể thỏa sức sáng tạo với cái dòng máy này.